Rồi giờ coi như là mình đập cái nhất nó cũng hôm bữa mình mới hai mình ai nó cũng hơi đỏ đỏ nè. Chạy chừng vài bữa nó cũng phải thay nhất mới nữa. Rồi giờ mình kiểm tra lại một lần cuối là cái đường ron này nó sạch sẽ ha, không có dính cái bận gì hết. Đó. Không có dính cái bận gì nó nổi cộm lên để cho nó chiên cái ron hết á. Rồi tiếp theo là mình đập cái nắp dàn cờ vô. Rồi mình cứ đưa từ từ nhẹ nhẹ vô nha. Rồi mình đưa cho ngay ngắn, mình canh chỉnh ngay ngắn đàng hoàng này ha. Rồi mình canh ngay cái lỗ mình nhận xuống. Rồi như vậy là mình đã thấy nó ngay ngắn ngay lỗ hết rồi ha. Rồi mình không cần phải trét keo nha, cái ron mình ron mới rồi mình không cần phải trét keo. Rồi giờ mình sẽ lượm 6 con ốc để mình xiết vô lại. Rồi mình cẩn thận thì mình đậy cái nắp nhớt này lên hở ở đây luôn ha, để nhiều khi nó rớt ốc ác đậu rớt vô mất công. Rồi giờ mình lượm 6 con ốc, 6 con ốc mình sẽ rời vây bãi lên cho nó chống rỉ sét cái đi. Với lại có bụi cát rồi nó cũng văng ra ngoài.